Ôi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8 2024. Đây là góc đường Thủ Khoa Huân và đường số 1 thành phố Châu Đốc. Sáng hôm nay đông vui lắm các bạn ơi, ngay khu vực này nha. Rằm tháng 7, đây là khu vực chợ phường Châu Phú B. Đó, rồi chúng ta đi nha. Các bạn xem nè, đông vui lắm. Bán bông bán hoa quá trời luôn, rau củ quả. Đi vô một cảm giác giống như là ngày Tết vậy đó. Và thấy không, trên xe nha, đó, người mua bông về. Ở đây chủ yếu là bông dạng thỏi, bông cúc, xoài nè, chôm chôm nè, dưa hấu nè, măng cục nè, có hồng nữa. Wow, có hồng rồi kìa. Chào em. À, bữa nay là 14. Chào cô. Ở đây có hồng rồi nè. Nhãn. Nguyên cả khu này bán bông luôn. Đây cũng mua bông nữa nè. Vui chưa? Sắc màu cuộc sống. Bông dạng thọ thơm lừng luôn. Nếu mà ở Sài Gòn là mình mua, mình ủng hộ cho cô này là cổ vui lắm. Xin phép quay phim chút xíu chị ha. Trời ơi, bông đẹp quá. À, thơm quá là thơm là gì. Dạ, thấy chị vui quá trời. Cảm ơn chị. Cái này mình trồng luôn hay sao chị? Nhà chị trồng luôn á hả? Wow, thơm quá. Một cây gì bán sao chị? À, 2 buổi 25.000 đồng thôi. Tại vì bông mình nó chỗ chưa hết. À, bông chỗ chưa hết. Dạ. Chị bán cho em 2 buổi nha, lấy em mang vô trong miếu em cúng. Rồi, 25.000 đồng. Rồi để gửi tiền rồi đi. Quá trời. Thơm gì đâu thơm. Rồi dạ. Rồi em để đây nha, lấy quay làm lấy nha. Ủa rau muống này là chị bán luôn á hả? Rau muống ở bên kia hả? Rồi mấy cái cước này để làm gì ta? Củ chỉ. Củ chỉ dạ. May đồ. Cảm ơn chị. Rồi mình đi tiếp. Wow, cái bình bán lá dứa nè, bán ba cái đồ nấu nước mát nè, chanh dây nè, trái gứt nè. Rồi sake giống như khoai lang vậy đó. Rồi trái nhào có luôn, trái giác có luôn, lá mơ có luôn, lá vàng có luôn. Không phải lá vàng là lá sâm, quên rồi. Cái lá này lá gì cô hả? Dạ còn lá này cô. Dạ. Nấu canh hay sao cô? Hả? Nấu canh hay sao cô? Nấu nước mát. À, nấu nước mát hả? À, chưa biết lá này. Tiền đó, ta ngủ không được, không được, ta ngủ. Dạ. Qua. Wow. Cảm ơn cô nhiều. Nào, ta đếp tiền là ngủ vậy, vậy hả? Lá nó ngủ lắm. Dạ. Lá nó ngủ lắm hả cô? Là mua nấu uống hay sao? À vậy hả? Mà ta mất ngủ á. Cái tên gì cô, nói tên gì cô? Nó dòng nem. Dòng em hả? Nem. Dòng nem. Đây. Cảm ơn cô nhiều. Giờ mới biết á. Rồi lá trà nữa nè. Rồi ổi cốc. Rồi qua bên đây các bạn sẽ thấy đẹp nè. Đó. Đó, xịt nước cho hoa hang. Mình đã đang ngồi trong quán cà phê rồi. Thanh long 15.000 đồng một ký nha. Đó, 15.000 15.000 đồng thôi. Rồi bầu. Quá trời. Rồi, vừa đủ 3 ký. Vui quá trời vui luôn cái chợ này. Không ngờ. Ngày hội của bông, bông cúc, bông dạng thọ, chỗ nào cũng có.
chưa? Ôi chôm chôm nữa kìa. Bữa nay ở Châu Đốc là coi như buổi sáng nó cúp điện tới khoảng độ 6 giờ chiều, đi ngoài đường là áo ướt nhem luôn các bạn. Ôi chôm chôm đỏ thật luôn kìa. Quýt, táo, dưa, hồng, măng cụt, nho đầy đủ hết, sầu riêng. Trái cây quá trời. Vui. Đây các bạn lướt qua ha. Bên đây bán 20.000 đồng một bó. Nãy đằng kia mình mua là 2 bụi thì 25.000 đồng lớn các bạn. Rồi xem bà con đi mua bông vui quá, tự nhiên nhớ Tết các bạn ơi. Chào em. Giống như là ngày Tết vậy đó. Vui ơi là vui. Nhãn xuồng rồi cái bông chuối nó bự dữ thần luôn. Đây để các bạn xem cái bông chuối nè, rồi nó bự như vậy nè. Này về làm gỏi khỏi chê. Cảm ơn cô. Ủa vậy hả cô? Tưởng đem về làm gỏi gà gỏi đồ chứ. Dạ rồi đó. Bông khắp mọi nơi, chở bông về luôn để cho anh đi qua một cái. Ôi thơm quá cả con đường luôn đó trời. Dạ chào cô. Bông dạng thọ là thường nó thơm lắm, thơm phức luôn á. Ủa đây bán món gì đây? Cái này giống xôi đậu xanh quá vậy. Xôi đậu xanh. Dạ. Ôi đồ ngon không trời. Cảm ơn cô em. Có cái đồ khác khác này là cháy cháy nè, đang ăn giòn lắm á. Đó, cái xôi cháy đang mới ăn cơm sáng. Dạ. Rồi tiếp tục là hải sản ha. Đây các bạn xem. Chí Phèo bán trái cây. Bầu trời giống như muốn chuyển mưa các bạn. Hoa wow, đẹp quá trời hoa, bông mưa là bông. Nhãn nhiều lắm. Phải nói thật sự là về tới Châu Đốc là rất rất nhiều những món ngon. Từ chợ Châu Đốc qua tới chợ Châu Phú này. Chào bác. Bắp ngon nha. Mình bán trái bắp nhiêu tiền bác? 7.000 con. Bác ơi bác ăn bắp không? Con mua tặng cho bác một trái. Bác không ăn. Rồi. Mình xin phép một ghi hình cái. Mình mua tặng cho bác đó mà bác không ăn. Rồi. Chú không có răng ăn. Chú đợi con xíu nha, lát con gửi chú tiền lì xì ha. Rồi dạ. Thấy chú lớn tuổi lắm rồi. Mình đi ngồi trong quán cà phê rồi. Con mình cầm máy không thể nào mà vừa móc tiền vừa làm việc mọi thứ. Ôi chú chiên kìa. Anh xin phép ghi hình chút xíu vậy ha. Đó, ghé qua chợ Châu Phú B ăn chú chiên của chị này nha các bạn. Một cái bán nhiêu tiền chị hả? 8.000 đồng một cái lớn nha các bạn. Wow, có kỹ thuật để rút dầu nữa. Cảm ơn chị nhiều. Vui chưa? Ở xe lôi. Đây là mặt tiền của chợ. Wow, ngó sen quá trời kìa. Ngó sen, củ sen. Con xin phép ghi hình cái với con ha. Củ sen, ngó sen. Đó. Đọt nhãn lồng. Đó, ai muốn mua ghé qua gặp con này. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, chuẩn bị trời mưa. Bên đây vẫn là bán hoa.
đâu rồi cái tên của chiều chợ chợ phường Châu Phú B, không ngờ luôn á. Ở bên ngoài nó vui hơn bên trong các bạn. Đây là khu vực bên trong nè, bên trong nhà lồng chắc là bán thịt bán cá. Chè 5.000 đồng thôi, cũng nói 5.000 đồng ghé vô, cho phép con ghi hình cái bác ha. Đó, chè đậu táo sọn quay môn này giống đậu đỏ quá. Đó là chè đậu đỏ. Dạ. Dạ. Đó một màu đỏ 5.000 đồng thôi. Ở bên đây cúp điện rồi. Cảm ơn bác. Ghé qua. Hồi xưa phải nói là Tùng đi ghi hình chợ rất nhiều, những năm này mình đi du lịch nước ngoài ít hơn. Muốn nhờ anh Tâm đi quay nhưng mà cái kỹ thuật với lại cách nói chuyện anh Tâm thì chưa có đạt lắm. Chắc phải đợi một khoảng thời gian nữa. Rồi cúp điện hết luôn rồi. Được mấy nải chuối đó. Chú ngủ luôn. Rồi. Rồi, vừa cộp. Tí trong đây bán cá bán đồ các bạn nha. Mình sẽ quay lướt thôi chứ không có quay tập trung vào được những cái phần cá. Wow, bánh tét kìa. Hơi tiếc chút xíu, hơi tối. Cũng là bên ngoài vui hơn. Ở đây bán tôm. Cho phép ghi hình chút xíu chị ha. Lướt qua cái thôi, tôm. Chỉ cười. Ở đây cúp điện nó có thông báo không chị? 6 giờ sáng, 6 giờ chiều đúng không? Rồi cả thành phố cúp điện. À dạ. Đang ở khách sạn thì đang ngủ cái nó cúp điện cái thức dậy luôn. Wow, ở đây làm sẵn luôn rồi nè. Cái này ướp xả với nghệ hả chị? Đúng không? Rồi chiên cái này khỏi chê nha. Mùa này ở đây chị có bán cá linh không? Dạ à, đằng kia họ bán cá linh. Dạ. Cảm ơn chị nhiều ha. Dạ. Mực với tôm. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Đây. Mình lướt sơ qua nha, xoay một vòng các bạn thấy được tổng thể của khu chợ. Sau đó mình sẽ quay cận cảnh một vài loại cá. Do sợ họ xử lý cá rồi đó. Đó. Đây dạng tạp hóa nè. Mồ hôi chảy nhễ nhại luôn. Qua chúng ta đi chợ Bắc Đai rất rất nhiều cá linh. Bây giờ ở đây thấy cá linh đó nè. Bắc Đai là sướng đó rồi. Dạ, sướng của nó ha. Ở đây mình mua lại mình bán là bao nhiêu ký cô hả? Cá này. 120 hả? 120 là làm chưa hay là chưa làm? À 120 làm rồi đó ha. Dạ. Cái này ngồi làm cũng lâu lắm á. Dạ. Rồi quý vị ha, 120.000 đồng là đã làm rồi đó. Ai muốn mua ghé qua chị này ngay Châu Đốc đó, gặp cô. 120 cá linh. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ha. Rồi ở đây qua một số loại rồi thịt đồn. Lúc quay không được. Quay cá thôi đó. Mình không có để máy cao lên được các bạn. Họ xử lý cá đó. Rồi vô đây cũng là rau. Đối diện kia bán thịt heo. Rồi. Qua đây thấy có bọc súng. Mà đợi xíu nha. Chào chị. Bông súng. Rồi, những cái lọ bông súng đẹp không? Rồi. Rồi, từ chỗ thịt cá chúng ta đi ra nha. Đó. Chủ yếu ở đây hỏi cá linh thôi. 120 làm sẵn.
và mắm kìa. Chào cô, xin phép ghi hình chút xíu cô ha. Đây, ngồi chị. Cảm ơn cô nhiều. Chú là bên nào vậy? Dạ, ở Sài Gòn cô. Ở Sài Gòn nhé. Dạ. À, cô bấm Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng, cô bấm ngược lại là Tùng Thanh Lý là ra. Dạ, khoảng độ chắc mai mốt vậy đó, cô bấm chợ phường Châu Phú B chắc ra đó. Dạ. Cô bấm Tùng Thanh Lý, đừng có bỏ dấu nha. Dạ, coi như là 1-2 ngày nữa cô sẽ thấy cô cả 100.000 người xem cô. Cảm ơn cô nhiều. Vui. Trời muốn mưa rồi, tranh thủ đi các bạn. Ờ, xin lỗi. Nước màu dừa cũng có nè. Đó. Bà con đi chợ đông quá, chợ đông. Trời ơi. Ai ăn bông điên điển ghé qua, ghé qua. Nấu canh chua khỏi chê. Bột súp. Đi ra tìm bác bán vé số. Để tìm người xe á. Mới có 9 giờ rưỡi hơn à. Mình chờ nó tối thui. Ồ, hai cây bông dạng thọ nữa. Rồi, chính xác là mưa ở đây. Tả quang cảnh trời mưa các bạn xem nha. Bác ơi, bác ơi. Bác đi vô luôn. Dọn hàng. Đang lỡ quay rồi. Đó, chải bạc, phủ lên trái cây. Rồi, căng màn lên, đẩy dù lên. Rồi, rồi chạy. Chạy ra quán cà phê. Ủa, quán cà phê nằm đâu rồi, rồi ăn kia. Rồi, vậy là 20.000 là 3 trái bắp hả bác? 3 trái con. Dạ rồi, con mua 3 trái ủng hộ. Khỏi lột hay lột? Dạ khỏi lột, để con gửi tặng cho người khác. À. Con mang gửi tặng. Bắp này nhà mình trồng, mình nấu hay sao bác? Mình mua ở ký rồi mình về mình nhấu nhà. À dạ rồi, hay rồi. Mua 10 ký tăng 100 mốt đó con. Gửi lì xì cho bác 200.000 đồng. Hôm nay bác nhiêu tuổi ha? 71 tuổi. 71 tuổi, vẫn có phải nuôi cháu nội? Dạ nuôi cháu nội hai đứa. Đứa con... lớp 7, đứa lớp 11. Con trai của gì sao? Con trai nó đi làm ở trong Bình Biên chẳng. Bình Biên hả? Giờ có gửi tiền về nuôi nuôi có, cháu không? Gửi tiền đóng tiền nhà. Đóng tiền nhà, thuê trọ. Bán vậy là gì lo ăn cho mấy đứa nhỏ. Lo ăn cho đứa nhỏ, một ngày gì bán giờ bán được bán ngày gì là kiếm được bỏ tiền củi còn được 100 mà lại con 100.000 đồng hả? Ờ con 100 mà con mà là... Đức Huy dắt kèo nấu rồi dắt Huy 4 giờ vớ. Rồi ra đi bán là tới khi hên xu nhà bữa về 9 giờ mấy 10 giờ cái bữa là 10 giờ mấy. Mấy giờ là gì phải thức dậy nấu rồi? Vì nấu dắt chiều ba giờ. 3 giờ chiều là phải nấu hả? 3 giờ chiều dạ. Rồi con nấu lâu lắm chứ mợ được phải dạ. Nấu chín liền đâu. Ờ dạ. 3 giờ chiều mới nấu. 3 chiều nấu mà tới 8 giờ mới chín. 8 wow. Giờ mới chín con nấu cho dữ dằn mới được. Là tới 8 9 giờ tối. Ủa mình nấu cái nấu trước rồi ngày mai là mang ra ngoài đây bán hả? Dắt khuya vớt ra đây. Dắt khuya vớt ra. Ừ. Là mấy giờ là chị bán ở đây rồi? Ở đây là 5 giờ nó bán hàng. 5 giờ sáng hả? Ủa mà tại sao không 3 giờ chiều nấu tới 8 9 giờ tối. Con nấu lâu lắm, phải nấu như phải lan đâu mà nấu bán liền không có được. À. Phải nấu trước vậy đó. Nhưng mà 8 9 giờ tối nấu xong rồi coi như nó sẽ nguội rồi sao? Con nấu cái thùng cao lắm. À. Con đậy đó lại cho cái xô ở trong nó con đậy lại. À con cho giữ lại. Cho cái nhiệt nó giữ tới khoảng độ 4 5 giờ cái sáng rồi mình mang ra. Con vớt đó là nó nóng dữ dằn bao tay đó mà còn vớt không nổi. Vậy hả? À rồi con hiểu rồi. Con biết không, cái thùng nó giữ kín như lắm. Rồi. Nhưng mà như cái nồi đâu, cái nồi nó mau nguội lắm. Dạ dạ. Rồi. Đây hiểu được cái cách nấu bắp rồi. Hồi xưa giờ cứ nghĩ là đơn giản, ai ngờ ăn trái bắp nó cũng kỳ công dữ vậy đó. Công lắm con. Dạ, đây là bắp nếp các bạn nha. Bắp nếp nó mới ngon, mình thích ăn bắp nếp chứ thích ăn bắp Mỹ. Bắp Mỹ ăn nó sực sực à. Dạ, bắp nếp ngon hơn. Đó, mua 3 trái. Rồi ăn cháo lớn cho ăn. Đi ăn cái bự nè. Mưa các bạn nha.
Rồi hết cái chợ Châu Phú B. Rồi chung chứng đây luôn, mưa rồi. Đó. Chợ phường Châu Phú B. Giờ là khoảng 10 giờ sáng các bạn ha. Ghé qua đình thần Châu Phú các bạn. Trời vẫn còn mưa lâm râm nha. Khu vực chợ Châu Đốc. Rồi bây giờ chúng ta vô cúng. Ôi, mình đã vô cúng các bạn ha. Đưa bông vô là có người ở trong đình cúng giùm mình. Đình thần Châu Phú, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Bảng xếp hạng di tích quốc gia. Đình Châu Phú, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Rồi, chúng ta theo hướng này. Ở bên hông của đình bán bông rất nhiều các bạn. Tiếng gà gáy ha. Rồi. Rồi, chúng ta đi ra tại hướng này. Đó. Đường Nguyễn Văn Thoại, bản bông rất nhiều rồi, thấy không? Đẹp ơi là đẹp. Khúc Vàng Thò. Nào cũng thấy khúc Vàng Thò. Anh quay phim cái em ha. Dạ. Yeah, cảm ơn em nhiều. À, trời. Cảm ơn em. À, trời. À, mọi ngóc ngách luôn. Gốc cây me nào giờ không biết còn bán bún cá Châu Đốc không nữa buổi sáng.
bánh bò là 10.000 đồng ha, bánh chuối cũng vậy luôn hả bác? À, dạ. Vậy con lấy bánh chuối nha. Rồi, hồi nãy là bác mua bông rồi nè, con để ý. Rồi lại mua thêm bông nữa. Bữa nay bác mua bông một bó nhìn vô tiền bác? 15.000. 15.000 đồng đó hả? Mà mình về mình cúng ở chùa hay là mình cúng ở nhà mà mình mua nhiều dữ vậy? Cúng nhà. Cúng nhà thôi đó hả? Mà không đủ chỗ hả? Dạ, cho nên là phải mua nhiều. Ba bàn là 9 bông rồi. Dạ. Rồi cái kia ba bàn thờ cái nữa nè. Vậy đủ chưa? Vậy là đủ rồi đó hả? Có nghĩa là mỗi một bàn sẽ là một cây hả? Dạ. Ở đây bác mua là coi như là wow. Rồi, vậy con lấy cái bánh chuối nha. Bác cho nhiều cái bịch nha. Dạ. Dạ, con lấy một hộp thôi, không lấy nước dừa đâu. Lấy bánh chuối thôi. Đây. Dạ rồi. Con cháu mình đâu có nuôi mình không bác? Dạ không chú ơi, nó có nặng con à, mà nó có vợ nó cũng nghèo rồi. Dạ. Nhà mình già mình sống mà sống vậy thôi. Sống vậy thôi đó hả? Dạ. Dạ rồi. Mua một cái bánh chuối, gửi tiền lì xì cho bác. Tiền riêng các bạn ha, thấy bác dễ thương quá, bác nói là có một người con trai mà phải tự sống á. Chứ không có nuôi bác. Mà thấy cái bàn tay của bác rồi là 5 tháng á, nó sừng sù rồi, da rất là mỏng. Rồi thơm ơi là thơm nha. Ngay trước đình thị châu Phú. Châu Đốc ha, đi một vòng tròn từ 1926. Bây giờ là hơn 10 giờ rưỡi sáng các bạn ha, vẫn đang cúp điện thành phố Châu Đốc. Đây là góc đường Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn. Tuy nhiên có một khách sạn ngay tại thành phố này có máy phát điện các bạn, đó là Victoria Châu Đốc. Khách sạn 4 sao có giá phòng khoảng độ 1.800.000 đồng. Ở đây có quán cà phê ngay bên cạnh bờ sông, rất là mát mẻ. Giá một ly cà phê latte khá là cao, 85.000 đồng nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô uống cà phê. Khách sạn rất là đẹp. Ban đầu mình dự định ở khách sạn này để quay hình cho cô chú anh chị xem. Mình đến Châu Đốc phải nói là trên dưới chục lần, nhưng mà chưa bao giờ ở khách sạn này. Lý do là bởi vì không có dám mở, túi tiền không có cho phép. Bữa nay qua đây uống cà phê thôi. Rồi chúng ta bước vô nha.